Từ lâu, tục đụng lợn, dã giò, gói bánh chưng, dựng cây nêu, cho chữ đầu xuân là một trong những nét văn hóa khơi gợi phong vị ngày Tết đậm đà nhất của người dân Việt Nam. Nhưng những hình ảnh trên gần như không còn tồn tại trong thời kỳ cơ chế thị trường như hiện nay. Tuy nhiên, có một nghệ nhân dân gian trẻ tuổi lại tổ chức các hoạt động trên cho thanh thiếu niên vào mỗi độ Tết đến xuân về. Ngôi nhà được xây dựng theo lối cổ của nhà anh Nguyễn Duy Trường ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Mấy hôm nay luôn tấp nập người ra vào để xin chữ về chơi Tết. Người thì hỏi ngày tốt để mở cửa hàng, cưới hỏi cho con cháu. Người thì đến mời thầy về làm lễ tạ ơn cuối năm. Bởi anh Trường là nghệ nhân dân gian có tiếng trong vùng. Tuy nhiên, có một hoạt động rất thú vị vào 23 tháng Chạp hàng năm là anh tổ chức cho thanh thiếu niên trong vùng trải nghiệm tục giã giò, gói bánh chưng, dựng cây nêu ngày Tết. Gạo nếp thì chúng ta phải ngâm. Ngâm thì là phải từ hôm trước thì để cho gạo nó nhừ ra. Đầu tiên là gạo nếp. Xong là đến một lượt thứ hai là đỗ xanh. Đỗ xanh thì xong lớp một lớp với đỗ xanh thì là đến lớp thịt ba chỉ. Một lớp ba chỉ xong là một lớp đỗ xanh nữa là ta cho lên trên. Còn lớp cuối cùng là ta lại cho một lớp gạo nếp lên trên. Thì gói bằng khuôn cũng được nhưng mà nó sẽ không dày, nó không chặt bánh ngon như bằng ta làm bằng tay được. Đến cái lớp cuối cùng ở ngoài thì ta phải buộc bằng dây nạt. Thế tại sao bằng buộc dây nạt? Ngày xưa các cụ phải buộc bằng dây nạt chứ không thể dụng như bây giờ thì buộc bằng dây ni lông nạt mềm thì là sẽ bánh chặt và nó không có độc hại. Gói xong chúng ta phải luộc từ 10 đến 12 tiếng. Bác ơi, cho cháu gói thử một cái được không? Được. Đây đây thì bác sẽ bảo con cái gói bắt đầu thì. Cho gói cái bánh bé có được không? Được, thì bây giờ thì con lượng đến thịt mỡ rồi. Xong một lượt thứ ba là lại lượt đỗ. Ép cái lá này vào cho nó vuông góc. Đấy. Tớ đã gói được một chiếc bánh này. Cháu đã hiểu được ý nghĩa của chiếc bánh chưng và ra lớp cháu sẽ tả bài văn ý thật là hay. Ngày nay, hình ảnh giã giò như thế này không còn vì có máy xay giò năng suất cao thay thế. Tuy nhiên, để cho thanh thiếu niên trong vùng hiểu về phong tục ngày Tết xưa, anh Nguyễn Duy Trường vẫn tổ chức hoạt động giã giò, mà trên thực tế, giò giã thủ công bằng tay thì giò mới thơm ngon. Từ ngoài 23, là các cụ đã hứa hẹn với nhau để đến Tết, là để chung nợ. Thì vào đến dịp tầm độ 27-28, thì là các cụ mổ lợn là để lấy những cái miếng thịt nào ngon nhất, rồi thì là tươi nhất để giã giò. Ngày xưa mới có giã giò, chứ bây giờ gọi là xay giò. Ngoài ra, nghệ nhân Nguyễn Duy Trường còn hướng dẫn nhân dân trồng cây nêu tại nhà. Vì trong dân gian thì tục trồng cây nêu là để xua đuổi đi những điều xấu, điều không may mắn. Những ngọn nêu vươn cao trong nắng gió là cầu mong cho một năm mới bội thu, nhiều may mắn. Chú Trường chú ý phổ biến cho các cháu để nó làm theo phong tục. Rồi thì là truyền lại cho các cháu, giờ chúng tôi cũng có tuổi rồi thì là cái phong trào này nãy giờ được học tập để các cháu nó biết phong tục cổ truyền. Nghệ nhân dân gian Nguyễn Duy Trường luôn được người dân trong vùng quý mến trân trọng. Những hộ dân làm nhà mới thường hay mời anh đến nhà để viết câu đối xem ngày tốt về nhà mới. Dịp này nhiều người đã đến nhà anh xin chữ về treo Tết. Tôi tổ chức ra đấy thì cũng là nhất nhiều các cụ, các ông, các bà hoặc là các bạn thanh niên ở trong làng hoặc là các nơi họ biết, họ đến để họ tham quan rồi họ tìm hiểu những cái nét văn hóa xưa cổ truyền, của cái nét đẹp văn hóa của các cụ để